Kính bạch Thầy, con hay nghe bảo là người tuổi thân thường lận đận, vất vả và bản thân con thì thấy đúng như vậy, may mắn là những năm hạn như 49, 53 con đã vượt qua được. Năm nay con 55 tuổi, người ta bảo là con mắc hạn tam tai. Trong ba năm hạn thì năm mão này là năm nặng nhất. Mọi năm con đã đi đến các thầy phong thủy, tử vi để nhờ các thầy giải hạn cho mình. Nhưng năm nay con đã biết đến sư thầy, nên con muốn thỉnh sư thầy giải đáp giúp con cách giải hạn tuổi tam tai ạ. À. Con xin cảm tạ ơn thầy. <laughs> bạn thanh duyên bạn hỏi về cái hạn tam tai mà bạn nói là tuổi thân thì vất vả thì tất nhiên thưa đại chúng đạo Phật nói đến chữ nghiệp. Chúng ta sinh ra thì có thời có khắc có năm có năm có tháng thì đương nhiên đại chúng vào cùng một năm những người cùng cái gì thì nó đều có một cái nghiệp gì đó cùng nhau à, Với người cùng tuổi thân thì có cái nghiệp của cái người cùng cái năm sinh ấy Tại chúng hiểu không? Cùng năm sinh ấy, cùng tháng sinh ấy, nó có những cái nghiệp với nhau Hay cùng một gia đình thì cũng có một cái nghiệp Cùng một quốc gia cũng có cái nghiệp Cùng ở trong trái đất này cũng có cái nghiệp Tại chúng hiểu không? Cứ cùng với cái gì nhau là có một cái nghiệp gì đó ở đó Thế thì đương nhiên đó, ở đây bạn nói là những người tuổi thân vất vả cho nên ở đây có câu gì Người ta tuổi ngọ tuổi mùi mà Tôi nay ngập ngùi ôm kiếp tuổi thân Đúng là quả ra tuổi thân thì thì cũng thấy nhiều người vất vả Nhưng mà giờ có người ta nói tuổi thân thì mặc tuổi gì? Tuổi thân em đẻ giờ dần em vẫn cứ làm quan <laughs> Cái này á đây là gọi là dân gian thôi Nghe không? Chúng ta đệ tử Phật chúng ta hiểu rồi Khổ hay sướng Phúc hay họa là nơi nghiệp của mình, à, nơi nghiệp hạnh phúc của mình đó, mình tạo chứ không phải là do cái tuổi cũng không phải do cái năm sinh đấy. Đó. Cho nên người ta thấy là có rất nhiều người anh em sinh đôi mà còn thậm chí sinh đôi cùng một trứng luôn, một trứng của mẹ luôn, mà ra số phận vẫn khác nhau. cho đại chúng, số phận khác nhau. Cuộc đời khác nhau. Không hiếm những câu chuyện như thế đâu. Đấy thì chúng ta thấy là cái chuyện tuổi tác năm sinh nó thế nào? Đúng không? Sinh đôi cùng chứng mà còn khác nhau về số phận. Một người cao, một người rất là thấp. Khác hẳn nhau. Đó. Đấy, thế thì chúng ta thấy à, vậy cái này không phải. chân cái này chỉ có nghiệp thôi. Đức Phật nói nghiệp là chuẩn xác rồi. Chúng ta tạo những cái nghiệp cùng thì chúng ta sẽ giống nhau về cái mặt gì đó. Phải không? À, và chúng ta còn khác nhau rất nhiều cái do nghiệp chúng ta khác nhau. Thế thì ở đấy là thầy nói một chút về cái chuyện bạn nói tuổi thân, Đó, đúng chúng ta đã là Phật tử không lo về cái chuyện tuổi, tuổi nào cũng phải tu để mà chuyển hóa những cái ác nghiệp của mình và tuổi nào cũng thế. Và nói thật thì tuổi nào đã ở trong cõi đời này cũng đều khổ cả, làm vua cũng khổ mà chứ đừng nói cái tuổi nào phải tu thôi. Thế còn bây giờ bạn nói đến cái hạn tam tai thì cái chữ tam tai ấy, tam là ba tai tức là tai nạn tai họa tam tai là có ba cái tai họa thì cái từ tam tai này ấy, ở trong phật giáo cũng có nói đến cái nạn tam tai thế thì hay là gọi là tam tai kiếp đó thì trong phật giáo nói rằng một chu kỳ của một thế giới nó gồm có thành thành kiếp trụ kiếp và hoại kiếp và không kiếp tức là thành trụ hoại không À, một sự vật hiện tượng nào cũng đi qua bốn cái chu kỳ đó thành tức là bắt đầu sinh khởi trụ tức là giữ vững phát triển rồi hoại tức là bắt đầu bắt đầu suy giảm và không tức là tiêu diệt chúng ta cũng thế này đấy, chúng ta ở trong bắt đầu trong thai mẹ cái bào thai vừa mới mọc lên đấy là bắt đầu hình thành rồi đến lúc chúng ta sinh ra đời là chúng ta trụ rồi bắt đầu già từ cái tuổi 50 mươi trở xuống bắt đầu già là hoại và đến cuối cùng là diệt là không đấy ai cũng thế Đó. thế thì thế giới còn bị như vậy Đó. và tất cả trong một cái chu kỳ thành trụ hải không này nó sẽ xảy ra đến ba cái tai ách gọi là tam tai thì cái, cái thứ nhất là cái tiểu tam tai á, cái tiểu tam tai là khi mà tuổi thọ con người giảm xuống còn 10 tuổi thì nó xảy ra ba cái tai ách này thứ nhất ấy gọi là đau binh tai tức là chúng sinh dùng các vũ khí để giết hại lẫn nhau đấy gọi là cái, cái tiểu cái tiểu tam tai thứ nhất đấy trong đó là đao binh kiếp kiếp đao binh là dùng vũ khí giết hại nhau lúc ý là rất là ghê gớm nếu trong kinh mà nói đến cái tuổi, 10 tuổi này thì cái lá cỏ cũng trở thành một con dao rất bén nó có thể đâm chết người một cái lá cỏ thầy vào rừng rồi mới thấy có những cái lá cỏ nó sắc như cái lưỡi cưa luôn lướt qua là cái là đứt tay ngay thứ khắc kinh khủng đến như vậy cho nên thầy tin cái lời này đức phật nói đến cái thời kỳ mà khi ác nghiệp chúng sinh quá là nặng á, thì cái lá cỏ lá cây cũng trở thành đao kiếm hết đi vào nó nó cắt đứt ra thịt luôn nó khổ đến như vậy thưa đại chúng lúc mà ác nghiệp mình nhiều quá thì cảnh vật nó cũng biến thành như vậy hết cái tai thứ hai là tật dịch tai lúc ý là sinh ra bệnh tật tràn lan bệnh tật thưa đại chúng giống như là đại dịch corona này này thứ đại chúng tật dịch tại và thứ ba là cơ cẩn tai tức là đói khổ đấy hạn hán mất mùa đói khát đến lúc ấy là, là xảy ra chiến tranh đao binh này thế, thế xong rồi đến dịch bệnh này rồi đói khát nó xảy ra ba cái này gọi là tiểu tam tai rồi đến khi mà đại tam tai thì lúc mà thế giới này vào kiếp hoại cái thế giới này từ thành trụ và đến cái kiếp hoại này hoại rồi đến không đấy thì vào kiếp hoại thì sẽ xảy ra đại tam tai đại tam tai thì gồm có hòa tai thủy tai và phong tai à, hòa tai thì lúc ấy từ nó, mặt bây giờ chúng ta có một mặt trời xuất hiện nhưng mà sau đó sẽ xuất hiện đến hai mặt trời ba mặt trời và đến lúc bảy mặt trời xuất hiện tại chúng thấy khủng khiếp không bảy mặt trời xuất hiện và nó đốt cháy hết tất cả cái thế giới này không còn cái gì cây cỏ biển là cạn khô hết luôn đấy đúng là thấy khủng khiếp như vậy đấy thứ hai là đến cái thủy tai đại Hồng Thủy đấy thì nước sẽ dâng lên và nó kéo lên tận tận cõi trời nhị thiền đấy. Hòa tai thì lửa nó cháy lên nó cõi trời sơ thiền thủy tai là nước nó dâng lên nước thì lúc ấy là nước biển tuy qua cái đợt hỏa tai nó đã cạn khô rồi nhưng bây giờ là nước ở trong không trung tự nhiên nó đầy vào mưa nó đầy xuống và nó ngập lên đến tận cõi trời nhị thiền thưa đại chúng và sau đó là đến cái, cái tai nạn thứ ba là phong tai phong tai thì tức là gió lớn thổi lên thì nó thổi nát hết tất cả cái trái đất này nát hết luôn đại chúng thấy sức gió mà trong kinh nói là thổi nát cái thế giới này ra từng bụi nhỏ luôn và cái gió này nó thổi đến tận cõi trời tam thiền cũng bị luôn đấy đấy là, là đại tam tài đó, thưa đại chúng đại tam tài rất nguy hiểm thế thì đấy là trong kinh phật thì đấy là cái lẽ vận hành của vũ trụ thôi của pháp giới này nó phải đi qua cho nên sẽ có ngày cái thế giới này cũng tan hoại mà bây giờ chúng ta còn bám trên mặt đất trên cái quả địa cầu này chút này thôi sẽ có ngày nó tan hoại thôi cái chuyện đấy rất là tự nhiên thế còn ở trong nhân gian của chúng ta thì cũng có lưu truyền cái thuyết gọi là tam tai tam tai của họ thì cũng là gọi là ba cái tai họa xảy ra trong ba năm ba cái năm liền nhau thì người ta gọi là hạn tam tai Đấy, thế thì họ tính họ có cái cách họ tính cái hạn tam tai Đấy, ví dụ ở đây thì nói ví dụ như là cái nhóm cái người mà tuổi ví dụ thân tí thìn ví dụ thế Đấy, thế thì sẽ gặp cái hạn tam tai vào cái năm dần Mão và Thìn. Đó, nó có, có cách tính của họ. Thế thì tam tai là nó xảy ra trong 3 năm, năm thứ nhất, năm thứ hai, thứ ba. Cái người gặp hạn tam tai là sẽ bị thế ba cái năm này nó liền nhau. Thế thì trong ba cái năm này thì cái năm ở giữa là cái năm nặng nhất. Ví dụ cái cái tam tai đợt này của nó là năm năm dần, năm Mão và năm Thìn. Dần Mão Thìn thì cái năm Mão là năm ở giữa giữa dần và thìn là cái năm mà sẽ có hạn nặng cho nên bạn này bạn nói là bạn ấy năm nay bạn ấy tuổi thân cho nên bạn ấy bị bị hạn tam tai nặng thân tí thìn mà đấy. đấy, thì bạn ấy bị hạn tam tai nặng bạn lo thế thì thưa đại chúng á à, đấy là quan niệm của dân gian nhưng mà chúng ta dùng cái cái tuệ giác của Phật giáo chúng ta nhìn ta biết rồi tai ương hoạn họa hay là phúc lành may mắn tất cả đều ở nơi mình mà ra không phải do năm tháng không phải do ngày giờ mà cái đó đều là từ nơi nghiệp của chúng ta nghiệp đến kỳ chín thì trổ quả thế thôi khi chín thì trổ quả cho quả nghiệp cũng giống như là chúng ta trồng cây ấy, nó đến khi nó ra quả và nó chín ấy, đó thế thì bây giờ có cách gì để hóa giải những cái nạn này thì chỉ có cách tu thôi đức phật dạy tu là chuyển nghiệp chuyển nghiệp tức là chuyển vận chuyển hạn đấy à, chúng ta tu tinh tấn tu mạnh tích lũy nhiều công đức phước báu thì hạn nó sẽ chuyển chuyển nhiều còn tu mà lơ mơ thì hạn nó chuyển ít nghiệp nó chuyển ít thì hạn nó ít, chuyển ít thôi đó cho đấy, đấy là cái cách nhà phật chúng ta là tu tập để chuyển hóa nghiệp nạn nghiệp trướng hay là chuyển hóa tai ương không có cái cách nào khác Đó, không phải là đi dâng sao dài hạn là hết không phải hay cắt sao đều không phải hết nếu không có tu tập mà tu thì ở đâu phải tu tập chuyển hóa từ nơi tâm mình đấy cho nên tại sao thầy vẫn khuyến khích tất cả các phật tử à, nên phát nguyện quy y tam bảo thọ trì giới cấm của phật chúng ta biết rồi khi quy y tam bảo và thọ trì năm giới cấm là phước báu của chúng ta nó tăng lên gấp cả nghìn lần vì tăng lên gấp nghìn lần Đức Phật mới so sánh Đức Phật mới nói là bố thí cho một nghìn người ác ăn không bằng cho một người lương thiện ăn mà cho một ngàn người lương thiện ăn ấy phước báo không bằng là cho một người thọ trì tam quy và ngũ giới ăn thế thì như vậy chúng ta biết là chúng ta đang từ một người người bình thường mà tự nhiên được phước báo được gấp một nghìn lần đúng không Thì đấy là do công đức mình quy tam bảo và thọ trì ngũ giới đấy chứ đấy vậy thì chúng ta chỉ có tu tập thôi cho nên thầy khuyên ai muốn mà trừ hạn trừ tai thì gấp gấp quy y tam bảo gấp gấp thực hành giới cấm của phật nghe không và tu tập và đấy và rất nhiều các phật tử chùa chúng ta qua các cái khóa tu qua các cái đợt khóa tu của chúng ta đã chuyển hóa nghiệp nghiệp chướng từ bệnh tật từ tai ương chuyển hóa rất là nhiều đây là sự thật nhé chứ không phải là cái chuyện chúng ta đi cúng cầu sao giải hạn vân vân những cái này nó chỉ là những cái mà thuyết nó còn tà kiến ở trong thế gian này thôi mà chúng ta không bận tâm đến cái chuyện này năm nay mình hạn tam tai hay là hạn gì hạn gì không bận tâm mà bận tâm nhất là chúng ta phải lo tu tập tích lũy công đức phước báo cái đó là cái quan trọng nhất ngày ngày tu tập ngày ngày phát nguyện tinh tấn tu tập nha yeah. kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay À, ngày tu thường nhật của câu lạc bộ tuổi trẻ chùa Ba Vàng chúng ta à, sư phụ đến với các con một bài kinh nữa bài kinh này trong kinh pháp cú có tựa đề là gì quả đến phải trả báo cũng là tâm chúng ta quả đến phải trả báo Đây. thế thì các con đã từng nghe về chuyện nhân quả rồi nghe không gieo nhân thì phải gặt quả nhân đào thì phải quả đó nhưng mà các con mới nghe thế thôi còn hôm nay các con sẽ nghe sẽ thấy nó thật là chi tiết nó thật là vi tế không phải đơn giản nói chung chung như thế nhưng mà hiểu được nhân quả không phải dễ chút nào các con cùng với sư phụ vào văn kinh để chúng ta tìm hiểu tâm chúng ta xem nó thế nào Thời xưa, lúc Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàn, nước Xá Vệ, thuyết pháp cho người, cho trời, vua quan và dân nghe. Ở đây nói về thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, cách nay khoảng độ 2.600 năm tầm đó. Vì Đức Phật Thích Ca sinh vào năm 624 trước Công Nguyên, các con ạ, à, trước cả Thiên Chúa Giáng sinh trước Đức Thiên Chúa là 624 năm. Đức Phật Thích Ca sinh vào năm 624 trước công nguyên. Ngài thành đạo năm Ngài 30 tuổi, Ngài đi tu năm 19 tuổi đến năm 30 tuổi thì Ngài đắc đạo thành Phật. Đó. Thành Phật rồi thì Ngài đi thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Khi Đức Phật thuyết pháp thì Vua, Chúa cũng đến nghe các con ạ. À. Rồi trời, ở trên trời này này các ông trời ông hạ xuống ông nghe nghe không? đấy các con có thích nhìn thấy người trời không? có nhưng mà chúng ta muốn nhìn người trời nhưng không nhìn được vì chúng ta là mắt phàm phu mắt thịt không nhìn được nếu có đức phật ở đây thì chúng ta có thể nhờ cái thần lực của phật chúng ta nhìn thấy người trời người trời họ cực kỳ xinh đẹp các con ạ Đấy. thiên nam và thiên nữ con trai ở đây mà nhìn thấy thiên nữ tức là những tiên nữ ở trên trời là các con bị ngất luôn đấy mà con gái ở đây nhìn thấy thiên nam trên trời các con cũng ngất luôn đấy đẹp lắm phật nói là họ đẹp vô cùng luôn á sinh lên trời là ai cũng đẹp đẽ nó hoàn hảo cái cỡ như hoa hậu thế giới của mình không là gì cả không là gì cả nè có cái câu chuyện mà một vị em trai của đức phật thích ca chuẩn bị cưới vợ. Vợ là một công chúa rất xinh đẹp. Thế nhưng mà lúc ấy Phật về, Phật kéo ông ấy đi tu. Phật kéo cái ông này tên là ông Nan Đà, Phật bắt đi tu. Chuẩn bị cưới vợ là công chúa, Phật bắt đi tu, công chúa rất xinh đẹp. Thế thì ông phải nghe lời Phật ông đi tu thì ông cứ ấm ức ông đêm nằm ông nhớ, nhớ vợ, vợ sắp cưới mà, nhớ lắm. Thế thì Phật mới dùng cái phương pháp này để cho ông dứt này hôm ấy Phật mới dẫn ông vào trong rừng nhìn thấy mấy con khỉ cái mà nó khỉ gọi là khỉ mà đỏ đít đi các con ạ, nhưng Phật bảo thế em nhìn mấy con khỉ này với cái công chúa vợ của em thế nào, bảo, Ôi sồi ôi làm sao mà so sánh được Phật không so sánh được công chúa người yêu của em vợ sắp cưới của em đẹp lắm chứ như tiên ấy, thế bảo Phật bảo thế à, thế bảo Phật bảo bây giờ em nắm lấy tay ta, Phật mới bay lên rời. Thế là ông được bay lên rời theo Phật. Lên đến rời các tầng trời, ông đi, ông nhìn thấy các tiên nữ, các thiên nữ đấy. Họ thướt tha, họ đi lại. Họ giống như trong phim Tây Du Ký đấy, họ đi hái đào tiên đấy con ạ. Trời ơi! Ông nhìn thấy các nàng tiên đẹp quá, ông cứ ngần to te ra. À, đẹp quá! Thế, thế sư Phật bảo thế, thế em nhìn thấy các thiên nữ trên này so với công chúa của em thế nào? Mà, trời ơi! Phật ơi! Công chúa của em so với thiên nữ này thì công chúa em không bằng con khỉ cái đỏ đít kia, không bằng, không bằng thế nào cả. Phật bảo thế em có thích lấy các thiên nữ này không? Bảo, Ôi! Thích quá chứ, nghe không? Thích quá. Thế Phật bảo muốn được sinh lên trời để lấy các tiên nữ này thì phải về chịu khó tu hành. Thế là ông về ông chăm tu lắm, chăm chỉ tu hành ngày đêm tinh tấn nhưng mà ông tu để mục đích là lên trời để lấy các tiên nữ cho nên các sư người ta biết hết người ta rất là chê ai đi qua bảo ôi ông nan đà tu để lấy lấy tiên thế là ông xấu hổ nghe không Ê, ông xấu hổ thế cuối cùng thì phật mới dùng phương tiện phật cho ông nhìn thấy mà ông mà lấy tiên xong ở trên trời xong ăn chơi xa đọa trên trời chết xuống địa ngục sau khi ở trên trời chết là xuống địa ngục ông sợ quá Ông sợ quá thế ông bảo Thôi tiên bây giờ cũng không thích nữa Thôi tu bây giờ đến đắc đạo giải thoát thôi Và sau đó là ông tu ông đắc đạo giải thoát Câu chuyện nó dài Nhưng Thầy nói tóm lược để các con nghe như thế Đấy Nói cái cõi trời đấy Cõi trời người ta xuống đây Người ta cũng nghe kinh Pháp đấy Không biết chừng có khi hôm nay mà Thầy cho mình giảng Pháp, nghe Pháp thế này Họ cũng xuống đấy mà mình không biết đâu Mình không biết đâu các con ạ Nhá. Chư Thiên họ xuống Họ đứng ở chỗ nào mình không thấy được Cái mắt mình không thấy vì họ ở những cái cái sóng ánh sáng khác chúng ta. Cái tần số mà ánh sáng mắt mình không nhìn thấy được các con ạ, à. không thể thấy. Đúng không? Đấy, con mắt mình chỉ nhìn được những cái sóng ánh sáng nhất định thôi. Lỗ tai chúng ta chỉ nghe những cái sóng âm thanh nhất định thôi, không nghe được hết. Thầy nói là chúng ta đang sống ở trong cái kênh của loài người, kênh của nhân loại, chúng ta là một kênh. Còn kênh của loài trời là khác kênh chúng ta kênh của loài ma quỷ khác chúng ta chúng ta không lạc vào kênh ấy chúng ta không thấy được bao giờ các con tu mà các con mở được các kênh ấy thì các con thấy được hết nhé rèn luyện thế nào mà mở được hết kênh giống như con bật tivi chuyển kênh một sang vtv 2 v 3 xem được hết các kênh còn bây giờ các con chưa mở được cho nên chỉ biết kênh người thôi nhìn thấy loài người thôi loài trời các con không thấy loài ma quỷ các con không thấy nhé nhưng đức phật thì thấy hết cho nên trong một buổi giảng kinh thuyết Pháp của Phật là trời cũng đến nghe, quỷ thần cũng đến nghe và vua chúa nhân dân đến nghe rất là đông. Đó. Thì trong bài kinh này nói như thế. Và khi ấy có một cái ông phạm trí rất là giàu có. Ở Ấn Độ thì có bốn cái giai cấp. Và thì cái ông này gọi là phạm trí. Phạm trí tức là họ thuộc giai cấp bà la môn nhưng họ tu để cầu lên sinh lên cõi trời phạm thiên gọi là ông phạm trí ông này giàu lắm tiền của không biết bao nhiêu mà kể ông ta có một cậu con trai 20 tuổi vừa mới cưới vợ chưa đầy 7 hôm chưa được một tuần có cái ông này là ông phạm trí ông sinh ở thời với phật đó ấn độ ở cái nước xá vệ này này ông giàu lắm, tiền của rất nhiều, ông ấy có mỗi một đứa con trai được hai mươi tuổi và mới cưới vợ cho nó chưa được một tuần. Đôi Tân Lang Tân Nương rất là tương đắc, cặp vợ chồng trẻ này rất tâm đầu ý hợp nhé. Các con thấy thường thì con nhà giàu có lấy vợ thì vợ chồng chẳng phải lo lắng gì. Các con biết cuộc sống của gia đình ấy đúng không? lấy nhau rồi là lo nhất cái chuyện cơm áo gạo tiền Phải à, không đấy mấy đứa mà là công chức nhà nước hay công nhân này lo lắm đấy cưới thì cưới thế thôi nhưng xong rồi là méo hết cả mặt đấy trong đám cưới phải gượng cười thôi chứ xong đám cưới là méo mặt đấy đúng không <laughs> méo hết mặt lo tiền trả nợ tiền giường tiền gối tiền tủ tiền uh, tivi cái gì cũng phải lo hết đấy cưới xong là lo trả nợ vất vả lắm nhưng mà con nhà giàu ấy, cưới xong nó không phải lo cái đấy. Cho nên là vợ chồng rất là vui. Con nhà giàu bớt cái lo về kinh tế thì vợ chồng nó đỡ khổ hơn. Nghe Cho nên vợ chồng rất là tương đắc, tâm đầu ý hợp, vui vẻ lắm. Họ đi hưởng tuần trăng mật được ấy chứ, đúng không con? Thế còn con nhà nghèo thì làm gì mà được trăng mật? Thầy nói gọi là vỡ mật đi chứ, đúng không? Lo chứ này, lo vỡ mật đi chứ, làm gì có hưởng trăng mật. Nào thế và vào tháng 3, gặp tiết mùa xuân hoa lá cỏ cây tươi tốt vợ chồng tân lang tân nương này nắm tay nhau đi dạo vào hoa viên nhà giàu mà nhà giàu có hoa viên có cái vườn cảnh rất đẹp đến một gốc cây nại to lớn hoa nở tươi tốt ở trong kinh này nói là cây nại thầy nghĩ chắc nó giống như cây hoa gạo của chúng ta ấy, rất là đẹp Cô vợ muốn hái một ít đóa hoa nhưng không có ai để nhờ hái. Cái cây hoa nó trổ ra bông rất đẹp. Thì cô vợ muốn hái một nhành hoa nhưng mà không biết nhờ ai. Biết ý của vợ và chàng trai muốn làm đẹp lòng nàng, chàng tự mình leo lên cây và hái được một một đóa hoa cho nàng. Nghe không? Vợ chồng trẻ mới cưới mà. Và wow. hay lắm, lại mùa xuân đẹp, tươi này. Hai vợ chồng đi trong đấy đúng là tiền cảnh, đúng không? tình yêu càng thắm thiết, đúng không? Đấy. Và rất là tâm đắc với nhau, rất là hiểu ý nhau. Thấy một đóa hoa khác đẹp hơn ở một cái cành nhỏ, chàng cố chuyển truyền sang để mà hái cho vợ yêu của mình. Chẳng may, nhánh cây À, bị gãy, chàng rơi té xuống đất bất tỉnh. đấy các con ạ, à, nó là như vậy đấy. trong cái vui mà nó lại có cái buồn nó ẩn nó trong vậy đấy, như thế đấy. cố nhòi ra để hái cái bông hoa kia đẹp hơn để để cho vợ để cho vợ vui nữa, và để tình yêu nồng nàn thêm nữa. thế nhưng mà có ngờ đâu nhoài ra thì cành cây nó gãy và ngã xuống đập đầu bất tỉnh. Người trong nhà nghe thấy lớn bé chạy lật đật chạy ra, chỗ tai nạn xảy ra, kêu trời, kêu đất, xúm nhau cứu chữa. Nhưng chàng trai bất tỉnh và cuối cùng tắt thở, chết. Chúng ta thấy rất nhiều những chuyện trong đời chúng ta chứng kiến nó xảy ra đang vui mà lại hóa ra buồn Nghe không? nhiều lắm cho nên ở cuộc đời này các con ạ à, đời người nó như là sóng biển ấy lên lên xuống xuống hết vui thì lại buồn có khi đang vui lại chuyển cung đàn thành buồn ngay như thế này đấy, đấy. một cặp vợ chồng trẻ trung xuân xanh như thế này mùa xuân tươi đẹp hoa nở thế mà một tiếng sét đau đớn ngờ người chồng chết mất bà con nội ngoại ai cũng động lòng rơi lệ mà chẳng biết làm thế nào cha mẹ vợ của chàng trai không tiếc lời oán trời trách đất lúc này thầy nói là đúng thật cha mẹ rồi cô vợ thì chỉ có kêu trời trách đất đau khổ lắm. Ai vào hoàn cảnh này cũng thế. Đúng không các con? Các con thấy chúng ta ở đời này có lo không? Tìm được hạnh phúc một chút, muốn giữ nó. Mà đã phải giữ nghĩa là gì? Là không chắc chắn. Cái gì mà đã phải giữ là nó không chắc chắn đâu. Nó có thể vỡ, nó có thể đổ đấy, nó có thể gãy đấy. Có phải không? Các con ấy, chạy đuổi tìm tình yêu tìm được nó rồi bắt đầu nắm giữ nó mà giữ nó chỉ sợ nó chạy mất thôi đúng không à, đấy cái trò mà phải giữ thì nó sẽ có thể mất wow. còn không cần giữ thì lại không sợ mất nhưng mà những cái chúng ta đang cần thì chúng ta phải giữ chứ có phải không? giữ thì nó sẽ có cơ hội để mất đấy thế mới lạ chứ đấy khổ lắm đấy con ạ, cho nên ấy, cái chúng ta được thì bên cạnh đó là trực chờ cái mất đấy. Các con luôn luôn ý thức cho thầy điều này, ở đời là thế, cái được bên cạnh đó là cái mất nó đang chờ, cái thành công bên cạnh đó là cái thất bại nó đang đang chờ, cái niềm vui bên cạnh đó là cái cái nỗi buồn nó cũng đang chờ, như vậy đấy các con ạ cuộc đời các con kiểm lại cho thầy xem có đúng thế không nó như vậy đấy có ai là vui 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 được mãi đâu rồi sẽ có ngày buồn đấy cho nên sinh rồi thì có ngày ngày tử là thế cuộc đời này là đắp đổi xuống lên như sóng biển vậy Và như cái đồ thị hình xin lên lên xuống xuống thế này này như vậy đấy cho nên các con khi mà quay về khám phá vườn tâm của mình, các con sẽ thấy tâm chúng ta nó vui, rồi hết vui. Hết vui rồi gì. Buồn xuống. buồn đến nó hết, buồn hết, buồn, lại vui. À, nó vậy đấy. Cho nên ý, chúng ta mà nhìn lại cái đồ thị của cái tâm chúng ta thì nó cứ lên lên xuống xuống, y như là vào trong bệnh viện mà đo nhịp tim ấy các con ạ. Nó cứ nhấp nhộm lên xuống thế này, nhấp nhộm. Tâm mình như vậy. Đó. Tâm mình như vậy. Thế thì biết như thế để làm gì? Các con biết về như thế để con hiểu về tâm hơn. Để các con làm chủ nó hơn. Nghe không? Làm chủ hơn chứ. À biết rồi, đây vui, một tí nữa nó buồn đấy. Thì mình bớt buồn hơn vì mình làm chủ được nó rồi. Nghe không? Cho lúc là nó vui thì nó, nó vui quá. Mình cũng biết thế thôi, đừng vui quá, thành quá trớn quá chớn nó không hay thì ta vui vừa vừa nghe không? vui quá một lúc sau thì lại khóc thật nhiều vậy đấy nghe không? Ở đời là thế cho nên hiểu về tâm để làm chủ tâm các con ạ à, làm chủ tâm để mình bớt đau khổ bớt đau khổ vui và buồn đều là đau khổ đấy chứ chưa phải là hết đâu làm chủ tâm các con mới thoát ly được đau khổ giống như câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ này đang vui bỗng hóa ra buồn nghèo đấy khúc đàn đang rất là vui rất là thắm thiết thế rồi trở thành tang thương tận liệm quan quách đưa đám ma xong trở về nhà tất cả đều than khóc không nguôi sau khi lo đám tang cho cậu con trai xong gia đình về đau khổ lắm chứ Thầy nghĩ ai rơi vào hoàn cảnh này đau khổ lắm chứ. Thầy có một cô bạn, cô gọi là bạn chứ cô lớn tuổi hơn Thầy, mười mấy, hai chục tuổi. Cô ấy có một cậu con trai rất yêu quý. Hôm ấy mùng ba Tết, cháu nó đi chúc Tết các nhà bạn. Ê, thế thì đi xong rồi nó làm sao, uống rượu chắc đấy, vui mà. Rượu xong rồi thì từ nhà bạn về, Đi xe máy, tai nạn, đâm vào ô tô chết đúng mùng ba Tết. Mỗi thằng con trai duy nhất, nó đẹp trai lắm. Nghĩa là cô yêu con vô ngần luôn các con ạ. Nó đẹp trai mà nó lại mới học đại học xong, mới xin được việc làm xong. Cho nên cô về cô chết ngất đi bao nhiêu ngày. Đau khổ tột cùng. Cuối cùng đau khổ quá, cô cũng đã tìm đến cửa Phật cô đi tu không ở nhà nữa chồng chết rồi nuôi một thằng con trai đau lắm thực sự thầy nghe những câu chuyện chứng kiến những chuyện thầy cảm nhận được cái nỗi đau của người ta nghĩa là đau chết đi được đó chứ chết luôn rồi nghe tin con bị cái cô chết ngất luôn rất là đau đớn đấy các con ạ à. cho nên thầy mới nói cái cuộc đời này cái lo lắng của chúng ta cái bất an của chúng ta nó rình dập chúng ta hàng ngày, các con ạ. Thế cho nên Phật mới nói đời là bè khổ là đúng đấy, các con. Cái khổ nó rình dập chúng ta thường xuyên, hàng ngày, khổ thật đấy, các con ạ. Đấy là chuyện thật. Đức Phật thì Ngài biết tai nạn của nhà phú ông này, thương cho họ còn si mê. Đức Phật bèn đi đến an ủi. Các con biết Đức Phật có thần thông, nên ngài biết hết, ai như thế nào ngài biết hết. Ai có duyên với ngài ngài sẽ đến ngài độ cho. Ngài đến ngài độ cho. Thế thì ngài ngài đi đến nhà cái ông trưởng giả giàu có này và ngài độ cho họ. Khi thấy Đức Phật đi tới, chủ nhà và mọi người trong gia đình bi thảm làm lễ ngài, rồi bày tỏ nỗi đắng cay đau đớn của mình. Đức Phật nói với ông nhà giàu như thế này ai gặp Phật mà chẳng kêu chẳng chẳng than phải không. đây ở chùa mình là Phật gỗ đây này nhưng mà thầy ngồi đây thầy cũng chứng kiến nhiều lắm mọi người đến đây kêu với Phật tượng nhiều lắm lại Phật con khổ lắm chồng con nó thế này thế kia con con nó thế này thế kia kêu rồi khóc van với Phật rất nhiều nhưng đây là Phật tượng đó con ạ Phật tượng thì ngài không nói gì cả nghe không? ngài chỉ ngồi nghe thôi nhưng mà phật sống ấy là Ngài nghe xong ngài sẽ dạy cho mình ngay yeah. ngài dạy luôn à, hay là các thầy nghe các con đến kẻ kẻ khổ thì thầy cũng có thể tâm sự với các con được nhưng mà phật tượng thì ngài không nói gì ngài ngồi nghe thôi nghe không? nghe thôi cho nên ấy, thầy nói là ước mong làm sao được sinh vào thời có phật các con ạ thầy trò chúng ta cũng là kém phước duyên đó sinh sau Phật muộn quá. Sinh vào thời có Phật, thể nào Thầy cũng phải tìm sang Ấn Độ. Cái thời ấy mà phải đi bộ, Thầy đi bộ sang Ấn Độ. Giống như là đường tăng, ấy, nghe không? đi sang tận đất Phật, đến tận nơi xem Phật thế nào, gặp bằng Phật, bằng được mới thôi. Quyết tâm đấy. Nhưng bây giờ rất tiếc là Đức Phật không còn. Nghe không? Chúng ta chỉ được nghe lời Phật dạy bằng kinh, kinh điển này thôi. Thế Đức Phật dạy thế nào các con? Đức Phật nói gia đình ông chủ này thế này, hãy nín đi nghe Pháp đây, muôn vật vô thường không thể giữ mãi. Phật nói với ông chủ này, cả nhà, các ngươi hãy nín đi, đừng khóc nữa, nghe lời ta dạy đây. Muôn vật vô thường không thể giữ mãi vô thường nghĩa là gì các con vô thường nghĩa là không có cái gì thường còn mãi mãi cái gì cũng luôn luôn biến đổi từ sinh sinh thành rồi đi đến hoại diệt bất kể là cái gì cái gì có hình có tướng đều sinh ra rồi sẽ hoại diệt hết các con ạ à. lớn như trái núi này rồi cũng có ngày hoại diệt thân thể con người thì được trăm năm thôi sinh ra đấy lớn lên trưởng thành rồi cũng hoại diệt các con ngẫm xong, mọi sự trong đời này chẳng có cái gì ra ngoài sự sinh diệt cả. Đấy, không cái gì giữ mãi được. Bây giờ, ví dụ các con có một người bạn, người yêu thật xinh đẹp, các con giữ chặt đấy, túm chặt đấy, anh không, anh không được già nhé. Em giữ cho từng tế bào của anh không già nhé. Nhưng mà anh có già không? Anh ấy vẫn già. Mình có giữ chặt từng tế bào thì tự mỗi tế bào ở bên trong nó cứ già từ bên trong, nó già ra có phải không đấy cho nên các bạn gái muốn làm đẹp nhưng mà khổ đến tuổi sáu bảy mươi rồi thì làm đẹp mấy nó vẫn cứ già nó vẫn hiện ra phải không son phấn có đắp thật dày mấy rồi thì bóc ra nó vẫn cứ già ra nó có trẻ đâu sư phụ thái Minh cũng muốn mình trẻ chứ nhưng mà đến tuổi rồi nó già nó vẫn cứ già bảo là ra ơi mày đừng già nhưng không ạ à, tôi vẫn phải già đến ngày ạ à. Ngày không thì không được răng ơi mày đừng dụng nhưng không tôi đến tuổi tôi vẫn phải dụng thế đấy nó vậy đấy các con nó có làm chủ được cái gì đâu nó hả thầy nhìn thấy các con thầy rất là tiếc cái tuổi xuân của mình nữa các con đứa nào ra cũng bóng lên thế này mà thầy bắt đầu già nhăn rồi bắt đầu chân chim rồi nhà già rồi không giữ được không thể làm trẻ trung thế này được nữa không quay ngược thời gian được nữa nhà, không quay ngược được nữa đấy là sự thật nhé có sanh ắt phải có tử, tội phúc đuổi theo nhau. Gia chủ hãy nghe rằng có sinh ắt phải có tử, tội phúc đuổi theo nhau. Các con ạ, à, có sinh ắt phải có tử, đúng rồi. Tất cả chúng ta ở đây, thầy cũng như các con đều sẽ phải chết hết. Đúng không các con? Ai không chết ông giơ tay nào. Có ai không chết giơ tay nào? <laughs> ai cũng phải chết. Các con thú nhận với Sư Phụ thế rồi, ai cũng phải chết là một sự thật. Chúng ta đều phải chết. Chân Thầy hay nói vui, đó. khi chúng ta sinh ra đời, làm giấy khai sinh, đáng nghĩa phải làm luôn cái giấy khai tử vào đấy. Nhưng mà để ngày thôi, chừa cái ngày ra, cấp luôn giấy khai tử, chừa cái ngày ra. Bao giờ mà tử thật thì ghi vào, chứ còn phải đồng thời cấp luôn cái giấy khai tử đúng không cho nó tiện luôn và nhắc chúng ta luôn ông khai sinh rồi ông sẽ phải khai tử đấy nhé khi chúng ta tử thì mình không được khai tí nào đâu người khác khai hộ chứ mình tử làm sao mình khai đúng không chỉ có khai sinh nhưng khai tử là cấp cho từ đầu để nhớ là ông có ngày ông phải chết đấy nhớ rằng mình có ngày phải chết để làm sao mình biết cuộc đời này ngắn ngủi và mình sống cuộc đời có giá trị các con ạ à. cái đấy nó hay lắm đấy thầy nói thật đấy nếu mà thầy nói nhà nước vận dụng cái này thì nghĩ hay đấy cấp trong cái khai sinh này cấp trong cái khai tử nhá khai tử là chưa đền ngày thôi chưa đền ngày thì ông nhớ là ông muốn sẽ chết đấy. ông sống cuộc đời của ông làm sao cho nó có ích cho có giá trị yeah. 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 có sinh ắt phải có tử tội phước đuổi theo nhau các con ạ à. tội và phước là một cặp phạm trù giống như âm và dương giống như là à, sinh và diệt à, giống như là à, đúng và sai nó gọi là cặp phạm trù tội và phước không phải tội thì sẽ là phước không phải phước sẽ là tội hai cái này nó đắp đổi theo nhau ở trên đời này chúng ta phụ thuộc vào tội và phước các con ạ phước là do làm những việc thiện mà sinh ra tội là do làm những việc ác mà sinh ra thì chúng ta chỉ có hai cái loại việc ấy thôi một là việc thiện hai là việc ác ở trên đời Đấy, làm thiện thì sinh phước làm ác thì sinh tội hai cái này chúng ta ít ai ngồi yên lắm đụng đậy làm cái này là, là có phước hay làm cái này là có tội chân phật mới dạy tội phước nó đuổi theo nhau nay cậu con trai này phải gặp một lần ba cảnh ảo não rơi lệ, đoạn tuyệt với ông hôm nay để rồi đi làm con kẻ khác đấy. Phật mới nói rằng cái cậu con trai của ông hôm nay phải gặp ba lần cái cảnh ảo não đau khổ đấy. Nó hôm nay nó đoạn tuyệt với ông nhưng rồi nó lại đầu thai làm con của người khác đấy. Yeah. Đức Phật nhìn là Đức Phật biết hết mà. Cậu con trai của ông hôm nay nó không phải một lần đau khổ này đâu. Ngày hôm nay là nó chứng kiến ba lần câu chuyện đau khổ đấy. Đấy. Thế Phật mới đọc một bài bài kệ thế này cho cả nhà ông nghe. Mạng như hoa trái chín thường sợ lúc chúng rơi. Mạng sống của chúng ta như là hoa hay như là quả chín rồi các con ạ. Quả trên cây mà chín rồi, quả thị mà chín, chín rồi nó phải sao con? Dùng chín là phải dụng lá vàng là phải dụng đấy cho nên mạng người như là hoa là trái đã chín và thường sợ lúc chúng rơi mình lo lúc nó rơi không biết nó rơi lúc nào cái quả thị lúc lẻo trên cây kia không biết nó dụng lúc nào nghèo có ai biết được chắc đâu không biết nó dùng đêm hay nó dụng ngày không biết cho nên mạng sống chúng ta cũng thế các con ạ không ai nói chắc được ở chùa các thầy hay nói vui với nhau tối hôm nay còn leo lên giường được ngày mai không biết có được sỏ lại dép nữa hay không các con ạ có nhiều người tối leo lên giường ngủ sáng ngày mai không dậy sỏ dép được nữa đấy tức là ra đi rồi đấy đấy mạng sống trong hơi thở ngắn lắm các con ạ không biết thế nào các con biết đúng là mạng sống của mình nó mong manh không mạng sống chúng ta phụ thuộc vào mấy cái mạch máu trên đầu này. Mấy cái sợi dây thần kinh mà mạch máu bé tí ti này này, thần kinh bé tí này, đụng cái là vỡ cái là chết đấy. Một sợi dây thần kinh đứt là mình cũng chết rồi. Một cái mạch máu trong này vỡ cái là mình chết. Mà nó rất dễ vỡ. Thầy nói thật đi, cái mạng sống của mình nó còn không bằng cái xe máy đâu. Cái xe máy mình lấy búa mình đập chưa chắc nó đã hỏng, nó đã nó đã chết máy. Nó vẫn còn nổ được. Nhưng mà cái đầu này lấy búa đụng cái chết ngay đúng không nó đứt thần mạch máu cái là chết vỡ thần mạch máu là chết ngay rất dễ chết thì nói là con người là cái loài động vật cũng rất dễ chết cái mạng sống mình mong manh lắm các con ạ à. đi ra đường ngã xe máy cái là chết đi cầu thang ở trong nhà tượt chân cái ngã chết ra ngoài bờ giếng trượt chân ngã đập đầu cũng chết Đã... tối ngủ để cái quạt thổi vào đầu lạnh quá lăn ra chết <laughs> chết chuyện thật các con ạ, à. đấy ở dưới ông bí đây có chú này có cậu con trai 32 tuổi sao khỏe mạnh lắm, tối đi làm về nó nóng quá nằm nó ngủ để quạt, ngay chỗ đầu nó thổi vào nó nóng quá mà, thế sáng chú dậy có hai bố con ngủ trong cái nhà đấy, dậy gọi con đi làm, gọi mãi không thấy đâu ra lay con mình đã chết cứng rồi, đấy chuyện thật đấy ở ngay dưới chân chùa mình đó. Thế con thấy là chúng ta cái mạng sống chúng ta có mong manh không? thầy nói mong manh lắm, rất mong manh. Thế cho nên Phật mới nói là như cái cái quả chín ấy, không biết nó dụng lúc nào, rất là đáng lo. Đã sinh đều phải khổ. Ai là người chẳng chết? đã sinh ra đời chúng ta ai cũng phải nếm nếm mùi khổ đấy con ạ, phải nếm khổ đấy. giàu sang như vua chúa, quyền uy như vua chúa vẫn khổ các con ạ cho nên thầy được xem ngày xưa xem cái bộ phim người giàu cũng khóc ở đây các con ai được xem bộ phim rồi người giàu cũng khóc đúng không giàu cũng còn khóc cơ mà Mà sư phụ ngồi ở chùa này chứng kiến nhiều người giàu đến đây khóc lắm khóc đau khổ lắm con à, tiền của đối với họ không là gì nhưng mà họ vẫn đau khổ các con ạ à. vẫn đau khổ chứ có được vui hạnh phúc đâu Đấy, cho nên giàu chưa phải là hết khổ à, chưa hết khổ chân phật mới dạy đã sinh đều phải khổ ai là người chẳng chết sinh ra ai cũng sẽ khổ sinh ra cuộc đời này chúng ta phải nếm mùi đau khổ đấy các con ạ à. nếm mùi đau khổ tùng nguồn thích thương muốn nhân dâm nhập bào thai mang hình mạng như điện ngày đêm cháy không ngừng à, câu này là đức phật dạy chúng ta do nghiệp luân hồi cho nên ý, trước khi chúng ta sinh ra làm người, chúng ta là một cái linh hồn lang thang, các con ạ. À. Rồi chúng ta đủ duyên gặp cha, gặp mẹ, thế là ta chui tót cái vào trong bụng mẹ. Nghe không? Đấy, chui vào trong bụng mẹ, ẩn vào trong đấy, lấp trong đấy, 9 tháng, 10 ngày sau ta chui ra. Thế ta gọi là người. Nhớ mà cái gì mà khiến chúng ta chui vào bụng mẹ, gọi là nhập vào thai mẹ, Phật gọi là nghiệp lực bắt chúng ta phải nhập thai khi cha mẹ gặp nhau chúng ta nhập thai luôn cái, cái linh hồn chúng ta nhập vào bào thai của mẹ vào cái quả trứng của mẹ đấy chui vào đó quả trứng lúc ấy nó chỉ bé bằng hạt tấm thôi mà ta cũng chui vừa đấy các con ạ à. nghe không nó chui vừa đấy vì ta là cái linh hồn thì linh hồn nó có hình bóng thì nó như điện đấy mà con điện nó chui vào bóng điện to này cũng được mà chui vào cái bóng điện bé tí này cũng chui được đúng không cái bóng điện bây giờ điện gọi đèn nét thì nó bé tí như này nó cũng chui vào sáng lấp lánh chúng ta bằng chúng ta cái linh hồn nó giống như điện ấy chui được vào cái quả trứng của mẹ bé tí ở trong bụng ấy. thế rồi vào trong bụng mẹ rồi bám chặt vào trong tử cung của mẹ là hút máu của mẹ thế là lớn lên lớn lên đủ ngày đủ tháng gõ cửa chui ra nhà chui ra thế rồi gọi là người và tiếp tục một một sinh mạng luân hồi các bạn ạ đó. Ngày đêm mạng của mình là sao? Ngày đêm cháy không ngừng, thân này là vật chết, tinh thần không hình sắc, nương chết để phục sinh. Phật dạy đó. Tội phước không mất đâu, chẳng phải chết là hết. Ham sống si mê dài, tự làm chịu sướng khổ, thân chết thần chẳng dã. Ở đây Đức Phật dạy rằng chúng ta ai cũng thế đã sinh ra rồi sẽ phải chết các con ạ nhưng chết không phải là hết chết không phải là hết nhá cái 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 quan niệm mà chết là hết là một vấn đề đấy mà trước đây trong các cái kỳ trước sư phụ đã trả lời có mấy bạn hỏi rồi đấy chết có hết không chết không hết các con ạ này Phật nói là sao cái thân này chết cái thân này nó tan rã ra trở về cát bụi về đất, về nước. Nhưng cái thần hồn chúng ta không tan rã tiếp tục đầu thai kiếp sau đấy con ạ. Gọi thần hồn hay là mình cứ hay gọi là linh hồn đó. Linh hồn là cái bên trong cái thân này này. Linh hồn các con giống như điện là trong bóng đèn kia kìa con ạ. Con nhìn thấy bóng đèn nó sáng nhé, là do điện đấy. Bây giờ tắt điện cái là bóng đèn tối thui à. Cái thân này mà hết linh hồn cái nó đen xì à, nó tím thâm vào, đúng không? các con sở dĩ trông sáng sủa thế này là có cái phần tâm hồn ở bên trong đấy mình gọi là hồn ở bên trong nó mới làm cho mình sống động mắt tươi sáng long lanh thế này nó mà đi một cái nó tắt mình gọi là tắt điện cái là thôi rồi đấy nó trở thành cái xác chết tím thầm ở đấy nhé đấy là sự thật hôm nay sư phụ nói để các con bắt đầu tiếp cận dần với những sự thật của cuộc đời ai cũng thế cả thôi ai cũng thế nha chúng ta sở dĩ sống động được này là có phần tinh thần bên trong hay gọi là phần hồn nó ở bên trong nơi thân chúng ta làm cho chúng ta sống động như thế này sư phụ nói là nói đây là nói lược giản để cho các con dễ hiểu chứ còn trong phật giáo thì nói nó chi tiết nó, nó kỹ hơn rất nhiều yeah. cho nên thân này là cái vỏ giống như cái bóng điện thôi điện mới là cái làm cho bóng điện nó sống động cái quạt này cũng thế cái quạt này là vỏ, mà điện mới là cái phần hồn bên trong để làm cho cái quạt nó chạy ra gió mát cho mình. Nghe không? chúng ta cũng thế. Quạt có thể hỏng, nhưng mà các con có bao giờ thấy nói điện hỏng không? Điện có tan mất không? Không. Quạt hỏng thì hỏng chứ. Đứt dây điện, đứt công tơ thì đứt chứ còn điện làm sao mà hỏng? Không chạy cái quạt này thì tôi chạy sang cái quạt khác chứ. Điện nó chạy sang quạt khác chứ. Đúng không? Đó, cũng thế cái phần tinh thần, hộ phần hồn chúng ta đấy, nó không ở cái thân này của chúng ta, nó chạy sang tiếp một cái thân khác gọi là đầu thai. Gia đình ông trưởng giả nghe Phật nói kệ xong thì lòng được khai mở, không còn buồn phiền nữa, bèn quỳ xuống bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đời trước thằng bé này tạo tội gì để nay đang lúc xuân thời cuộc đời hạnh phúc lại phải chết? yểu như thế cúi xin phật chỉ dạy cho con biết à, yeah. các con nhé bây giờ ông, ông, ông chủ này này ông mới hỏi phật này con lạy phật thằng bé con trai con này này không biết là kiếp trước nó tạo tội gì để mà kiếp này nó đang xuân xanh tuổi trẻ hạnh phúc tràn trề thế này này lăn ra chết yểu thế này xin phật chỉ dạy cho con các con muốn nghe câu chuyện của nó không nghe nhé à, chúng ta biết là có đức phật hay lắm hỏi gì phật cũng biết con ạ à. phật không phải là ông thầy bói nhưng mà cái gì phật cũng biết hết việc nước việc dân việc gì phật cũng biết việc nhà mình ra sao phật cũng biết hay lắm cho nên mong sao mình được sinh vào thời có phật các con ạ à. sau này phật mới kể câu chuyện tiền kiếp của nó đây các con nghe đây này này gia chủ hãy lắng nghe đây xa xưa có một cậu con trai mang cung tên vào một lùm cây kiếm chim để bắn chơi và một kiếp xa xưa một kiếp xa xưa thì có một cậu con trai trẻ con ấy mà mang cung mang tên vào trong một cái, dựa, cái vườn cây để tìm chim để bắn bắn chơi thôi giống như các con mang súng đi bắn chim ấy thấy ở trên cây có một con chim sẻ cầu dương cung chuẩn bị bắn dương cung chuẩn bị bắn ngày xưa ở ấn độ người ta không biết làm cái súng bắn chim như của mình súng cao su họ không biết làm họ dùng cung ngay lúc đó có ba người đang đi dạo chơi nhìn thấy cậu bé họ mới khích cậu thế này các con nghe đây này ba người lớn rồi đấy đi chơi ở trong cái vườn này thấy cậu bé bắn bắn chim mới khích nó thế này. Cậu mà bắn trúng được con chim này thì phải gọi cậu là tiểu anh hùng đấy. Thì gọi cậu là anh hùng nhưng mà tiểu anh hùng vì nó trẻ con mà. Cậu bé nghe thấy như thế khoái chí dương cung lên bắn. Mũi tên vừa nhả ra, con chim sẻ trúng tên rớt ngay xuống đất, chết tại chỗ. Ba người khách đồng vỗ tay reo mừng khen ngợi cậu là tiểu anh hùng rồi sau đó đường ai nấy đi ba người khách cũng đi công việc của họ đức phật nói tiếp từ đó trở đi biết bao kiếp trôi qua nay cơ hội đã đến cho cậu bé xưa trả quả báo cậu bé bắn chim đấy trả quả báo trong ba người kia một người nhờ chăm chỉ tạo nhiều phước lành nên nay được sinh lên cõi trời ba cái người khách cùng đi dạo trong vườn đấy trôi lăn qua nhiều kiếp thì trong ba người đấy có một người rất chăm chỉ tu nhiều việc phúc thiện thì kiếp này họ đang sinh lên trời họ được làm người trời người thứ hai thì sinh xuống biển làm vua rồng gọi là long vương người thứ hai đầu thai làm một con rồng vua rồng ở dưới biển các con ạ giống như là long vương dưới biển trong tây du ký đấy và người thứ ba chính là ông vậy là ông trưởng giả này đây này người thứ ba chính là ông đấy là ông chủ nhà là bố của cái cậu cái cậu bị rơi chết đấy leo cành cây chết đấy chính là ông trưởng giả đây cậu con trai của ông vừa mới thọ nạn trả quả ngã chết trước đời này đã sinh về cõi trời làm con của trời mạng hết xuống thế gian làm con của ông đấy. Nay té cây chết sẽ sinh xuống biển làm con của Long Vương. Nhưng ngay trong ngày sinh làm con của Long Vương sẽ bị một con chim đại bàng bắt ăn thịt. Đức Phật mới nói cái đứa con trai của ông chết hôm nay này trước khi nó đầu thai làm con của ông thì nó đã sinh lên trời nó làm con của cái vị trời vị trời mà ngày xưa là vị khách khen nó là tiểu anh hùng đấy các con nhớ trong ba cái vị khách khen cái chú bé bắn chim ấy là tiểu anh hùng thì có một vị khách rất là chịu làm phúc cho nên được sinh lên cõi trời là một ông trời ở trên trời thế thì cái, cái chú bé này này trước khi mà đầu thai làm con ông trưởng giả giàu có này là chú ở trên trời làm con của cái ông trời mà mà là cái ông khách kia đầu thai lên đấy các con hình dung ra không Nhớ. và cái chú bé này ở trên trời đấy lăn ra chết làm cho cái ông trời kia cũng đau khổ vô cùng khi chú này lăn ra chết thì hồn chú đầu thai vào nhà ông trưởng giả này làm con ông trưởng giả này sinh ra lớn lên được hai mươi tuổi lấy vợ leo lên cây hái hoa cho vợ lăn xuống chết để cho ông trưởng giả này phải đau khổ cái ông trời ở trên kia cũng đang đau khổ về thằng con trai của mình tự nhiên lăn ra chết bây giờ cái ông trưởng giả này cũng đau khổ vì thằng con trai của mình leo lên cây ngã xuống chết và thần hồn của cái chú bé này của cái chú cái chàng trai này á bây giờ đầu thai xuống làm con của cái con rồng con rồng này cũng là một cái vị khách ngày xưa các con ạ à, và nhưng mà khi anh chàng này vừa sinh ra làm con con rồng lập tức bị một con chim đại bàng bay xuống và mổ ăn thịt luôn và con rồng ấy cũng đau khổ vì mình bị mất con đấy các con thấy đấy là nhân quả đấy nhân quả đấy các con nghe nó hơi lạ vì lẽ này ta mới nói ngày hôm nay là ngày hội đủ ba việc đáng đau khổ rơi lệ phần ông vì kiếp trước cán trở gieo mừng trước một việc ác nên hôm nay phải chịu phần than khóc đau khổ đấy Phật mới nói ông trường giả này ông mấy kiếp trước đó ông là cái người đi trong vườn khen thằng bé bắn chim giỏi là tiểu anh hùng cho nên bây giờ nó sinh làm con ông và nó phải mất mạng ông phải đau khổ như vậy đấy các con à câu chuyện này hoàn toàn là thật đấy thầy chứng kiến rất nhiều chuyện hiện đời bây giờ hiện đời bây giờ nhiều người lắm con ạ tại sao chúng ta sinh vào một gia đình rồi gia đình ấy chịu những cái đau thương chịu những cái đau thương đều như thế này nhân quả cả đấy con rồng xuống ở dưới long cung cũng phải đau khổ cái ông kia sinh lên trời làm trời cũng phải đau khổ vì mất con chỉ vì cái tội giết một con chim đấy các con ạ à. ca ngợi tán thán nó bắn chim giỏi cho nên hôm nay từ hôm nay biết câu chuyện này rồi các con đừng khen ai bắn chim giỏi nhé đi qua mấy cái lò mổ mấy thấy mấy anh thợ ba toa nó chọc tiết lợn giỏi đừng đứng đấy vỗ tay mà anh giết lợn giỏi thế nhé chết đấy con ạ à. cho nên phật dạy là gì ca ngợi việc ác mình cũng sẽ bị lây quả báo ác đau khổ các con phải lên án việc ác cho thầy thấy người ta làm việc ác việc xấu phải lên án phải chỉ trích để cho người ta dừng lại việc nhỏ thôi mà nó thế đấy con ạ ở chùa ba vàng này các con biết sư phụ chứng kiến rất nhiều câu chuyện thực tế luôn rất đau lòng nhiều lắm đấy nhiều lắm có khi cha mẹ vợ con đều là những nhân duyên nợ nần với nhau để cùng chịu cái cảnh khổ giống như gia đình ông trưởng giả này này các con ạ trong phật giáo mới thấy được con mắt nhà phật mới nhìn kỹ được cái điều này mới thấy rõ cái chuyện này à làm sao mà kiếp này lại tần này con người lại phải chịu một cái cảnh khổ thế này là do kiếp trước tạo cái nghiệp ác thế này cho nên bây giờ chịu khổ như thế này đấy các con ạ à, nhân quả đấy mà nhân quả ấy ở đâu ở tâm của mình mà ra chứ ở đâu tâm mình ra đấy đó phật nói kẻ dạy cho gia đình ông trường giả làm cho trường giả thêm mở tâm ra ngài bèn dùng sức mạnh của đức hạnh chỉ cho trường giả thấy đời trước của ông cũng thấy những việc trên trời và dưới long cung trường giả như người say sực tỉnh vui vẻ đứng dậy cúi mọp xoa tay bạch phật rằng con lạy phật xin phật cho con vào hàng đệ tử của phật phụng hành năm giới làm người phật tử tại gia đó khi mà gia đình ông trường giả được nghe phật dạy cho như vậy hiểu được nhân quả à đứa con trai của ông hôm nay nó bị rơi ngã chết này không phải là không có lý do đâu các con ạ à, nhé sống trên đời này các con nhớ mình gặp hoạn nạn không phải là vô duyên vô cớ các con đừng trách trời trách đất tại sao tôi lại thế này tại sao tôi lại bị thế kia có nhân duyên quả của nó đấy con ạ à. nhé các con gặp một cái hoạn nạn gì phải biết là nhân quả đấy nhé cho nên ấy, đức phật mới dạy phải tu dưỡng để chuyển chuyển nhân quả. Nghe không? Chuyển nghiệp báo, chuyển nhân quả. Các con đừng trách trời đất. Bất kể cái gì xảy ra với mình đều có nguyên nhân ở nơi mình đấy con ạ. À. Đều có nguyên nhân ở nơi mình. Và cái đó lại là từ tâm của mình. Đấy các con có thấy tâm không? Chú bé bắn chim khởi tâm ác là để bắn con chim sẻ thì chú phải mất mạng. Nghe không? Chú phải mất mạng đấy giết một con chim mà phải mất mạng đấy các con ạ à. còn ba cái người khách kia tán thưởng tung hô chú bé thích thú ca ngợi chú là tiểu anh hùng thì sẽ phải chịu đau khổ ngày xưa vui bao nhiêu với việc ác thì bây giờ sẽ đau khổ trước cái việc ác đấy các con thấy không chịu đau khổ đấy bây giờ sư phụ hỏi các con nếu mình là con chim sẻ ấy đang tung tăng truyền cảnh vui vẻ bụp một cái lăn ra chết lại có mấy ông vỗ tay hoan hô hoan hô cái đau của mình các con thấy thế nào các con thử hóa thân mình làm con chim sẻ cho sư phụ xem sao mình đang vui vẻ truyền cảnh hót dữ gian Vào wow. buổi sáng mùa xuân hót líu lo vui vẻ bụp một cái bắn mình lăn ra chết mình đã chết đã đau chết người lên rồi lại bấy ông cái vỗ tay nữa hoan hô thì các con thấy nó oán thế nào chứ nhân quả đấy các con ạ. cho nên trước đau khổ của người khác các con nhớ đừng bao giờ mình vui trước đau khổ người khác, mình thích thú trước đau khổ của người khác mà các con hãy chia sẻ thấy người khác đau khổ các con đặt mình vào hoàn cảnh người ta dù người ấy là cái người mình không ưa, người ấy là người mình ghét nhưng các con hãy đặt mình vào hoàn cảnh người ta để mình thông cảm được, chia sẻ được cái nỗi đau của người ta. các con ạ? À, nhà Phật mình thấy rất rõ cái này đấy. Thấy người khác đau khổ mà mình vui thích là mình sau này cũng bị quả báo, đau khổ như vậy đấy. Nhân quả, Sư phụ đến năm nay ngoài 50 tuổi đời rồi kiểm chứng rất chính xác luôn. Không sai một chút nào. Hôm nay mình cười người, ngày sau người cười mình như vậy đấy nó vậy đấy các con ạ à. nhân quả nó như vậy đấy nhân quả đáo đầu lại gặp lại hết đấy không sai một mảy may bài kinh này nói rất rõ mà cái đấy là từ gì con từ tâm của mình đấy tại tâm mình khởi điều ác vui thích với điều ác đang nghe thấy thằng bé bắn chim thế bảo là cháu ơi đừng con chim nó đang À, vui vẻ nó đang líu lo hót thế sao mày bắn nó nó đau nó chết nó cũng khổ lắm cháu bị một cái gai đâm vào chân cháu có đau không bây giờ cả mũi tên bắn vào người nó thôi cháu đừng bắn nữa thì mình được cái phúc lành đấy các con ạ nhớ thầy nhớ ngày xưa hồi bé mình có học những bài đấy đừng nên giết gì những con vật những con bé này này nghe không? Đó. những con vật nhỏ những câu chuyện nó rất thật thầy có một ông anh trai không biết làm sao hồi bé ông nghĩ ra cái trò nhà thầy ở quê mà đồng lúa nhiều chuột lắm con ạ à, rất nhiều chuột mèo bắt cũng không xẻ mà chuột nó khôn lắm bây giờ mèo nó, nó không làm gì được nó thế nên anh này anh nghĩ ra một cái trò không biết anh học ở đâu anh bắt được một con chuột các con ạ à. anh mới lấy cái đầu đen ấy anh nút vào lỗ đít nó Nghe không? khâu lại các con hiểu không? Tôi nghĩ ra cái chiều trò ghê, thế thì các con biết mà cái người mà không đi được thì làm sao không con? con tức không? tức không? tức lắm, điên đấy cái con chuột nó cũng thế nó giống mình, nó bị lút cái lỗ đi lại nó không đi được, nó điên, nó điên thế nó tìm các con chuột khác nó cắn chết, chết rất nhiều chính nó cắn luôn nó điên mà hơn cả mèo vì đồng loại với nhau thì nó cứ đến cái nó cắn ấy. mấy con kia tưởng nó bình thường ra nó ngoạm nó cắn chết luôn mà nó lại to chứ đấy mời các con biết sao không sau đó anh ấy cũng bị quả báo con ạ à. đó là anh bị mắc bệnh táo bón mắc bệnh táo bón anh bị mắc bệnh táo bón cũng không đi ỉa được khổ lắm con ạ à đây là chuyện thật đấy thầy nói nó, nó hơi thô một tí nhưng đấy là chuyện thật mà mỗi lần anh mà muốn đi đại tiện á chồng mông lên này này bà cụ á phải lấy que cậy từng tí một đau kinh khủng luôn con ạ à. đau kinh khủng luôn khóc la luôn, luôn mà chỉ một thời gian ngắn sau khi cái vụ có con chuột đấy thôi quả báo luôn đấy con Đấy là chuyện rất thật, chuyện thật của nhà thầy đấy. Câu chuyện rất thật. Các con thấy nhân quả đấy, nó sai mảy may mà. Một con chuột nó bị nút đít vào thì nó điên thế nào? Con biết nó điên lắm chứ. Cái người không ỉa được thì nó tức lắm chứ. Không thể chịu được chứ. Các con thấy không? Nó phải thông ở trên với dưới thì mới dễ chịu chứ. Mà nó bị nút vào thế thì thôi rồi. Bế tắc hết tất cả mọi chuyện điên không thể chịu được mà mà nó vẫn phải ăn đói nó tiêu hóa vẫn phải ăn ăn mà không ra ngoài được không bài tiết ra được nó điên đấy là chuyện thật Thế thì các con thấy câu chuyện nhân quả mà từ tâm mình đấy ở tâm mình mà ra đấy Đức Phật đã nhận lời ông trưởng giả này truyền giới cho ông quy làm Phật tử tại gia và cả gia đình nghe Phật pháp tinh tấn tu học Phật an lành đấy đấy là bài kinh này thì qua bài kinh này sư phụ muốn nhắn gửi tới các con để biết tâm của chúng ta đấy tâm thiện sinh ra phúc lành tâm ác hay là khởi tâm vui vẻ thích thú với điều ác các con ạ à? cũng sinh ra quả báo đau khổ cho mình nhá yeah. tâm mà của mình hết đấy. Sư Phụ muốn các con hiểu về tâm để bắt đầu từ hôm nay các con cẩn thận với tâm, dè dặt với tâm mình, nhất là tuổi trẻ này. À, tuổi trẻ thì các con rất dễ dãi, rất phóng túng nữa, thoải mái mà nghĩ bừa, nghĩ bãi. Nghe không? Chết đấy các con ạ. À. Trong nhà Phật, các Thầy có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả các con ạ. À. Các bậc Bồ Tát thánh nhân họ sợ từ lúc họ gieo nhân. Khi gieo nhân là các ngài ấy dè dặt từng tí một. Hôm nay mình gieo cái nhân này có nên không? Mình nói lời này có nên không? Mình làm cái việc này có nên không? Nghe không? dè dặt cẩn thận. Còn các con thì nhiều khi thoải mái cứ nghĩ là nhân quả nó ở đâu ấy chứ, sợ gì? cứ thoải mái ăn chơi thoải mái nói năng bừa bãi thoải mái thầy nói nhất là bây giờ lên facebook thì thôi rồi đủ các loại ngôn từ còn ạ à, tôi không biết là ngôn từ gì trên đấy đủ các kiểu thôi chịu thầy nói bừa bãi nhưng các con nhớ rằng một lời nói một ý nghĩ của mình cũng ra nhân ra quả hết đấy cho nên bồ tát người ta sợ cái lúc gieo nhân là thế từ cái khởi đầu của hành động, từ suy nghĩ này các ngài đã cẩn trọng rồi các con ạ. À. còn chúng ta là phàm phu thì bất cần, à, gieo nhân thì bừa bãi, đến khi nó trổ ra quả đau khổ thì bắt đầu đấm ngực trách, trời ơi sao ác với tôi thế? ông rời không có mắt à không thương tôi à? để tôi khổ thế? À, nhưng mà có ngờ đâu ngày xưa mình gieo cái nhân xấu nhân ác bây giờ nó trổ ra cái quả khổ mình phải gánh chứ ai gánh vào đây giống như ba cái ông khách cái vỗ tay khen cái thằng bé bắn chim giỏi bây giờ phải chịu đau khổ phải chịu chứ nhân quả không chừa ai các con ạ à? Nhá, thì để sư phụ mong các con là sao từ hôm nay tất cả đây, hơn ba nghìn bạn cẩn thận ở tâm mình Nhá, các con tập cho sư phụ nghĩ những điều tốt đẹp, nói những lời tốt đẹp, làm những việc tốt đẹp. Sư phụ nhìn các con đứa nào cũng sáng sủa thế này. Sư phụ rất là tin các con sẽ làm được những việc này. Nghe không? Tâm mình phải nghĩ những điều tốt đẹp và nói ra được những lời tốt đẹp, làm được những việc tốt đẹp cho đời và mình sẽ được gặt hái những cái quả quả ngon quả ngọt đấy là lẽ thật. Cuộc đời sư phụ năm nay ngoài 50 tuổi chứng kiến chuyện này rất là rõ ràng, không hề sai mảy may, chính xác luôn. Nhân quả là sự thật không ai chối bỏ được các con ạ. Mà từ tâm mình mà ra hết. Từ tâm chúng ta ra hết. Cho nên đấy cái vườn tâm của chúng ta. Trong cái vườn này các con gieo cây gì nó sẽ mọc lên cây đó. Các con gieo những cây gai, cây góc vào À, cỏ dại thì nó sẽ mọc lên cỏ dại mọc gai mọc góc thế còn các con mà gieo hạt cam hạt bưởi à, thì các con sẽ lên cây cam cây bưởi ngon lành cho mình Đó là trong tâm mình hết đấy thế hôm nay các con về chùa một ngày tu dành một ngày chủ nhật về chùa không đi chơi hôm nay mà các con ở nhà đi chơi đấy chưa hẳn là các con đã gieo được nhân lành đâu có khi hôm nay gieo vào trong cái tâm này những cái nhân gì đánh bạc nhân uống rượu chơi bời nhân chửi nhau cãi nhau wow. nhân gọi là nói bậy nói bạ toàn gieo hạt giống gai góc vào đây thôi thì làm sao tương lai các con mà có quả ngọt được như hôm nay về chùa bó gối ngồi đây cũng mỏi chân đây sư phụ biết đau lưng mỏi gối một tí đây nhưng mà gieo được vào trong tâm này nhiều hạt giống tốt lành 5 năm năm bảy năm nữa nó trổ ra rất nhiều quả ngọt từ một ngày hôm nay thôi các con ạ à. vậy đấy cho nên sư phụ thì sao sư phụ rất quan tâm đến tuổi trẻ các con thấy không? sư phụ cực kỳ là yêu đãi tuổi trẻ sư phụ có tiếc đâu sư phụ đài thọ các con hết để các con về chùa không tiếc vì sư phụ muốn các con được gieo những hạt giống thiện lành vào trong tâm mình từng ngày từng ngày. Còn hơn là để các con đó, gieo những hạt giống xấu ác. À, một ngày về chùa được lợi ích biết bao nhiêu. Cho nên ấy, có nhiều cô chú Phật tử nói mà thế thì phải chi phí nhiều thành nhẫn không. Các các cháu về chùa, các con về chùa đấy là mình được lãi lớn rồi đấy. mấy nghìn các con đây tương lai là chủ nhân của đất nước biết đâu trong mấy nghìn bạn sau này có người là thủ tướng có người là chủ tịch nước à, hai chục ba chục năm không ai biết được mà từ cái nhân lành hôm nay các con gieo không? Wow. đấy bên bạn gái có thể có ai làm chủ tịch quốc hội như bác Kim Ngân đấy wow. bạn trai có bạn làm thủ tướng như bác Xuân Phúc ấy. Đó, đó. có phải là chúng ta được nhờ không cả nước này một một vị lãnh đạo như thế biết đến Phật Pháp là biết lo trong muôn dân. Cho nên Sư Phụ là Sư Phụ nói là đầu tư này là đầu tư lâu dài. À, sư Phụ không tiếc, không có tiếc một cái gì hết. Mà mong các con ấy, con về để học, để được lợi ích. Một ngày rèn luyện các con thấy không phí. Nhà, chứ nếu đi chơi một ngày, rong ruổi trên đường, la cả quán xá, xong rồi tối các con vắt tay lên chán thấy vô vị một ngày hôm nay chả được tích sự gì Hoàng, không tăng trưởng được một chút đạo đức tư cách nào nhưng một ngày về chùa tối nay vắt tay lên chán hay thật mình học được nhiều điều hay quá đúng rồi biết nhân biết quả biết thiện biết ác biết cẩn thận với tâm mình từ nay giữ gìn tâm mình nói lăng suy nghĩ đều phải biết nghĩ đến điều điều thiện lành đó là vô cùng quý, cho nên sư phụ rất mong nhé tất cả các con hơn ba nghìn bạn hôm nay sẽ gieo trồng được rất nhiều hạt giống tốt đẹp từ những lời kinh Phật dạy, các con sẽ được gặt hái một những cái mùa màng sau này bội thu những hoa trái, hoa thơm và trái ngọt tốt lành, và các con sẽ tỏa hương thơm cho cuộc đời, cho đất nước này sẽ phụ chúc các con một tương lai thật tươi sáng. A Di Đà Phật.